chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Thành. Chào Tuyết Vinh. Hôm nay có gì vui mà trông anh Thành phấn khởi và hơi khác mọi khi đó nha. Đúng đó Tuyết Vinh. Anh đang nghĩ đến công việc chế biến món ăn á, thì thấy rất là thú vị và nhận ra là tại sao người ta luôn chế biến những món ăn mới lạ từ những món ăn truyền thống quen thuộc để những món ấy không bị mất đi theo thời gian mà còn ngon và tinh tế hơn nữa. Dạ, hôm nay anh Thành nói chuyện hay quá chừng. Nhưng mà nghe anh nói tự nhiên em cảm thấy hơi xíu khổ một chút. Thì hình như là từ trước đến giờ em toàn là thử món ăn thôi, chứ không có sáng tạo gì được món mới hết trơn. Tuyết Vinh đừng buồn à, phải có những người sành ăn như Tuyết Vinh á, anh mới biết là mình nấu món nào ngon, món nào chưa đạt yêu cầu. Ví dụ như ngay bây giờ nè, Tuyết Vinh quan sát xem là mình nhận định anh chuẩn bị nấu món gì ngày hôm nay. Dạ, theo cách nói của anh Thành, nếu em đoán không lầm thì đây là các nguyên liệu để chuẩn bị cho món thịt kho trứng, đúng không anh? Mà với chủ đề trọn hương ấm thấm vị ngon thì món này quả đúng là phù hợp luôn đó anh Thành ơi. Tuyết Vinh thấy anh nhận định đúng hay không? Em rất là sành ăn. Đúng là những nguyên liệu này có thể dùng để nấu món thịt kho truyền thống. Nhưng mà với một chút biến tấu của ngày hôm nay, anh sẽ làm cho món ăn ngon, mới lạ hơn để phù hợp với chủ đề của chương trình. Dạ. Nào bây giờ xin mời quý vị cùng chương trình thực hiện món thịt kho nước tương giấm. Để nấu cho khẩu phần 4 người, quý vị cần chuẩn bị 300 g thịt nạc dăm, 4 quả trứng vịt luộc chín bóc vỏ, 30 g gừng, đầu và lá hành băm nhuyễn, tai vị, dầu mè, tỏi, ớt, các gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và nước tương đậu nành Lisa. Trước tiên chúng ta cần phải sơ chế các nguyên liệu cần dùng cho món ăn. Bây giờ anh sẽ đập dập ớt và tỏi. Cắt thịt khối khoảng 5 cm ha. Bây giờ đến công đoạn kho nè, chúng ta sẽ pha nước kho thịt theo công thức như thế này. Nước tương đậu nành Lisa chúng ta sẽ sử dụng 5 muỗng canh, giấm gạo Lisa chúng ta sẽ sử dụng 4 muỗng canh, đường chúng ta sử dụng 4 muỗng canh, 1 muỗng canh hạt nêm Argingon và 2 chén nước. Tuyết Vinh giúp anh khuấy cho tan cái hỗn hợp gia vị này nha. Thành ơi, trong nước kho thịt của anh Thành chế biến thì có thêm giấm gạo Lisa nữa, chắc chắn là cuối cùng mình sẽ có một hương vị rất là đặc biệt phải không anh? Quý vị và Tuyết Vinh biết không, chúng ta kho thịt với nước tương và giấm gạo Lisa thì khi thành phẩm món ăn sẽ có vị chua ngon lạ miệng và thịt sẽ có độ giòn. Rất là đặc biệt quý vị ơi. Vậy thì chúng ta nên kho thịt với nước tương và giấm gạo Lisa để có hương vị chua ngon lạ miệng và thịt lại có độ giòn ngon hơn nữa. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên để chuẩn bị kho thịt, cho vào một muỗng canh dầu ăn và một muỗng canh dầu mè. Dạ. Cho tỏi, gừng và đầu hành vào phi thơm. Rồi bây giờ mình cho thịt vào. Dạ. Chảo nha. Mình chỉ cần áp chảo cho hơi săn thịt lại một chút là được rồi đúng không anh Thành? Khi thịt đã săn thì chúng ta sẽ cho nước kho thịt vào. Dạ. Kho. Rồi bây giờ thịt đã săn vàng nè. Dạ. Mình sẽ cho nước pha thịt kho hồi nãy vào nhé. Tiếp theo anh sẽ cho trứng vịt luộc vào luôn. Và cuối cùng là ớt hiểm đập dập và một tai vị đã rang sơ nha quý vị. Bây giờ nước ra sôi ha, anh sẽ hạ lửa xuống. Chúng ta sẽ kho thịt này trong khoảng 20 phút bằng lửa review để cho thịt thấm gia vị và có cái màu sắc rất là đẹp. Đó chính là cách để món ăn này thành công đúng không anh Thành? Và quý vị khán giả ơi, quý vị đã kịp ghi nhớ chưa? Đầu tiên là chúng ta phải mở lửa lớn và sau khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ và để lâu một chút. Làm như vậy thì thịt sẽ mềm và thấm gia vị hơn. Mà anh Thành ơi, em vẫn còn một thắc mắc nha. Món thịt kho nước tương giấm này sẽ ăn kèm với gì đây anh Thành? Món thịt kho nước tương giấm này chúng ta sẽ ăn kèm với lại rau dưa muối sổ. Anh sẽ pha công thức muối sổ. Bây giờ thì anh chỉ em nghe liền đi. Quý vị pha theo công thức 4 muỗng canh giấm gạo Lisa, 4 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, cuối cùng là nửa chén nước. Thấy đều cái hỗn hợp gia vị này. Với công thức này chúng ta làm muối sổ rau dưa ăn rất là ngon. Bây giờ là thịt đã sánh như thế này là được rồi đó. Em tắt lửa giùm anh đi. Bây giờ anh sẽ trang trí ra đĩa nha. Mình sẽ xắt trứng. Bây giờ anh sẽ trang một miếng sốt lên cho nó hấp dẫn nha. Đây, một chút hành lá. Anh Thành ơi, thật sự là em rất là ấn tượng với cách chế biến món ăn này nha. Bởi vì
cùng với ngần ấy nguyên liệu thôi, chúng ta chỉ cần biến tấu một chút trong cách chế biến là đã có một món ăn mới rồi. Anh Thành thì chuẩn bị và trang trí món ăn rất là đẹp mắt, nhưng mà em nghĩ là em phải nếm thử để xem là thịt kho với nước tương và giấm gạo Lisa thì có hương vị khác biệt như thế nào. Đây em mời Tuyết Vân nếm thử và cho anh biết cảm nhận của món ăn này. Ơi, thịt vẫn giữ được một chút độ giòn, có cảm giác rất là lạ miệng nhưng mà vẫn rất là đậm đà và vừa ăn. Ăn chung với cơm nóng thì đúng là trọn hương ấm, thấm miệng ngon luôn. Thưa quý vị, món thịt kho nước tương giấm có vị chua ngon lạ miệng và thịt có độ giòn, đó là nhờ giấm gạo Lisa và nước tương nồng đành Lisa. Món thịt kho trứng là một món ăn quen thuộc của mọi người, nhưng với một chút biến tấu thì món ăn sẽ ngon lạ miệng và ít ngán hơn. Hãy vào bếp chế biến sẽ thấy sự khác biệt của món ăn này. Chọn hương ấm, thấm vị ngon. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị có những bí quyết hay hoặc thắc mắc về cách chế biến món ăn thì hãy cùng liên hệ với chúng tôi theo hai cách quen thuộc, đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Anh Văn Thành và Tuyết Vinh xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.